Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì đã có dịp ghé thăm vườn cảnh của Nguyễn Thành Linh. Địa chỉ là thông gì lên đây? Thông Phú Lan, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Hình ảnh đầu tiên là một cây dúi gián đổ. Cây này có cái đường thăng uốn lượn nghệ thuật. Cây này thì chiều cao từ đá chạo lên là khoảng 75, tầng ngon là 1 mét ha. Cây này thì một người bê thì hơi nặng, nó có đường thăng nghệ thuật. Cuốn video đầu tiên giao lưu tại không gian vườn cảnh của bạn Nguyễn Thành Linh, mình chỉ chọn ra một số tác phẩm chia sẻ để anh em thưởng thức. Thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục về làm chương trình và chia sẻ đến các bạn nhiều hơn. Tiếp theo cũng là một cây dúi. Cây này thì khá lùng lực. Cây này thì được trồng trong cái chậu lục giác, đường kính bề rộng là 80. Cây này thì nhà vườn vẫn cũng đang tạo tác. Chiều cao từ mặt chậu lên nhà tầm 70 thôi. Cây này có hành bao nhiêu lên hề? Cây này nhá, có hành tổng ở dưới bao nhiêu không? Nếu mà bề đường kính của cái chậu này tóm mư hả? Tóm mư thì hoành cây này phải 200, hơn 200. Mặt cát rất là nhỏ. Tiếp theo là một cây sơn trà. Cây này thì hai người bê. Cây này có chiều cao từ mặt chậu lên là khoảng 55 thôi. Sơn trà thì cực giòn. Ta tiếp tục chuyển đến một tác phẩm Lộc Vân tiểu cảnh. Cây này thì
trồng cây con lên, nhưng mà tạo tác thành cái tiểu cảnh nhìn cũng khá là đẹp. Sơn thủy hữu tình, cây này có cái đường thăng uốn lượn đẹp. Tiếp theo là một cây sọ, cây này thì toàn tự nhiên đẹp. Cây này có cái số đo là chiều cao từ mặt chậu lên là 1m1 và toàn ngon là 1m2. Đẹp quá. Bên cạnh là có một cây xanh quê. Cây này thì nhà vườn mới có định hình lại. Khó là dò. Cây này chắc lao luôn, mười mấy năm. Tiếp tục mời các bạn cùng thưởng thức một cây gan vòn, hay còn gọi là gan tu hú. Do điều kiện gạch quay nó hơi bị vướng. Cây này được trồng trong cái chậu, chiều giờ là 1m ha và chiều rộng là 80. Cây này có 2, 4, 7 thân. Cụm rừng gan tu hú. Mình thì đi ghi hình cũng gặp nhiều nhà những cây gan vòn, gan tu hú đẹp, nhưng mà cụm rừng nguyên một cái bệ liên lạc như thế này, và đặc biệt là có 7 thân, 2, 4, 6 7 thân sống và một cái lõ. Cây này mà nuôi đến ngày mà cho về cái bông mà buông xuống thì quá đẹp. Hiện giờ thì sức khỏe tác phẩm mà cụm rừng gan vòn này quá đẹp.
chúng ta có thể quan sát cái phần bệ đế của tác phẩm Gan Tù. Đẹp quá. Chúng ta tiếp tục chuyển đến một tác phẩm Bàn Lan. Cây này được trồng ở trong cái chậu lục giác, chiều rộng là 60, chiều câu từ mặt chậu lên là 85, tầm ngon là 70. Dòng này mà ghép tường vây vô thì quá đẹp. Đây là cái mặt đối diện của cây Bàn Lan. Đẹp quá. Để khép lại một cuốn video đầu tiên giao lưu tại không gian vườn cảnh của bọn Nguyễn Thành Linh, mời cả nhà thưởng thức một cây dúi giáng long được khai thác ngoài thiên nhiên về. Cây này hoành thân là 50, chiều cao từ mặt chậu lên là 1m1 và tán rộng là 1m4. Cây này giá trị ở cái chỗ là cái phần giống hoàn toàn tự nhiên được khai thác. Nó tới dúi thì cực kỳ dài. Đây có một cành nè. Cây này được trồng ở trong cái chậu là 60-80. Mình cũng xin tạm dừng cuốn video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.